các bạn thổi bài Xuân Về Bản Mèo bằng sáo ngang. Bài Xuân Về Bản Mèo thì là một bài dành cho sáo mèo, nhưng mà do nhu cầu và sở thích của mỗi người thì chúng ta có thể chơi bài Xuân Về Bản Mèo bằng một số những loại sáo khác nhau. Thì trước tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái cây sáo nó chuẩn một chút. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn những kỹ thuật không phải là quá sâu, không phải là quá khó, bởi vì là cái bài Xuân Về Bản Mèo sử dụng cây sáo ngang này sẽ là một cái bài tương đối mới, bởi vì là hầu hết chúng ta đều nghe bài Xuân Về Bản Mèo này bằng sáo mèo. Thì sau đây tôi xin được thổi trước một chút, thổi đến đâu và tôi sẽ hướng dẫn các bạn đến đấy. Thì trong kỹ thuật của sáo ngang và sáo mèo thì cũng có những cái nó tương đồng giống nhau, nhưng mà làm sao mà mình chấp nhận được hết những cái gì là yếu tố hay, là những cái gì độc đáo của sáo mèo mà chúng ta chuyển được sang bên sáo ngang, thì đấy mà là cái điều thành công và khó. Thì sau đây tôi xin được thổi trước và sẽ hướng dẫn các bạn từng chút một. Câu đầu tiên của Xuân Về Bản Mèo. Thì như các bạn đã thấy, khi mà ta thổi ở sáo mèo thì ta sẽ thổi là đô si đô, nhưng mà ở sáo ngang thì tôi xin chọn cái tông mà thấy nó hợp lý và nó hay, thì tôi sẽ dạy các bạn, thế là tông la. Thì ở sáo mèo khi ta thổi đô si đô thì ta sẽ có một cái ngón vẫy là ngón này. Đây tôi đang thay thế cái sáo này gần như là sáo mèo luôn. Tôi thổi theo kiểu sáo mèo thì tôi sẽ thổi đô si đô thế này, đúng không ạ? Nhưng mà ở sáo ngang thì ta sẽ đốt lá sòn lá, đúng không ạ? Thì ta thay bằng cái việc ở sáo mèo nó có ngón vẫy thì ta sang sáo ngang ta cũng vẫy như thế. Vừa kết hợp rung ban đầu tiên và sau đó cũng vẫy. Vẫy là các bạn kết hợp với cả cái nốt ngay gần liền kề với cái nốt lá, là cái nốt sòn này, các bạn vẫy. Đấy, thì lúc đầu các bạn thổi cho nó nhỏ, tại vì là đấy là phần dạo đầu của sáo, thì các bạn thổi nhỏ gần như là một cái tiếng nó xa xăm ở đâu nó vọng về như thế. Thì sau đó các bạn vẫy. Và câu thứ hai là son la đô la. Đấy, thì các bạn cũng vuốt từ đô xuống la. Đấy, làm sao mà vuốt nó mềm mại càng tốt. Như vậy. Và nốt là đấy các bạn cũng sẽ rung hơi về đằng sau. Tôi sẽ dạy thêm các bạn câu tiếp theo. Đấy, từ câu này thì nó chỉ có một cái kỹ thuật, đó là vuốt son mi son thôi. Thì còn lại là các bạn thổi nó không cần phải luật là quá, mà nó cũng đừng có cứng quá. Đấy, thì cái nốt son mi son đấy thì chúng ta sẽ làm như này. Và sau đấy cũng sẽ rung hơi. Tiếp theo. Này chúng ta chỉ có mỗi khác nhau là chúng ta lấy nốt mi này thôi, lấy nốt mi này, đô re mi như này thôi. Và cũng có một nhắc lại kỹ thuật trước là đô vuốt xuống la, và chúng ta cũng vuốt càng mềm càng tốt. Này thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ có một cái kỹ thuật, cũng là nhắc đi cái kỹ thuật của cái mi xón mi mà câu trước tôi dạy các bạn, nhưng mà ở cái kỹ thuật này thì chúng ta sẽ phải vuốt nhiều hơn, thì vuốt càng mềm càng tốt.
Tôi làm lại các bạn nghe. Tiếp theo. Câu tiếp theo này thì các bạn lại phải sử dụng đến cái kỹ thuật là ráy rền. Và kỹ thuật nữa là kỹ thuật vuốt từ lốt son xuống lốt mì. Tiếp theo. Câu đấy thì các bạn lưu ý là có một cái chút nó hơi làm một cái sự gọi là kết hợp giữa hai kỹ thuật với nhau, đó là kỹ thuật lấy và kỹ thuật vút lên luôn. Đây, chỗ này đấy ạ. Bạn lưu ý là có một cái chút nó khác ở đây. Bình thường là đằng trước thì các bạn vuốt từ đô xuống là, nhưng mà chỗ này các bạn chỉ là vuốt từ si xuống là thôi. Tiếp theo. Ở một cái câu dài này thì thực ra là chúng ta nhắc lại cái nét giai điệu của cái phần mở đầu, thì cái kỹ thuật nó cũng giống như vậy thôi. Tôi sẽ thổi chậm lại một lần nữa để cho các bạn nhìn rõ hơn về kỹ thuật. Đấy là toàn bộ cái đoạn đầu, phần mở đầu của bài Xuân về bản mèo. Thì như tôi đã nói thì cái phần sau đấy thì nó cái kỹ thuật nó cũng giống với cái lúc mở đầu. Thì tôi vừa làm cho các bạn
Lúc nào có kỹ thuật thì tôi thổi chậm lại, và không có kỹ thuật tôi lại thổi đúng theo tiết tấu. Nhưng mà khi chúng ta trình bày, khi chúng ta đã xong hết những kỹ thuật rồi, chúng ta trình bày thì chúng ta phải trình bày từ đầu đến cuối phải là một cái nhịp nhất định. Và cái đoạn sau nữa thì chúng ta sẽ thổi với tốc độ nhanh hơn. Và sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn luôn về cái thổi cái đoạn sau.